gia đình mình tưởng chừng như cách xa, vẫn luôn thương nhau vậy mà lại chẳng dám nói ra. Có anh em bên cạnh dần hơn cũng chẳng qua, vì dẫu đi hết đường đời không nơi nào bằng nhà. Đời đang vui tự dưng phải có em thay cha nuôi. Giờ đời con xui không biết phải nói sao cho hết rồi. Ngày nhõng nhẽo xong rồi lại còn thêm cái tật mày nheo. Đời con khúc này xong rồi kiếp trước con nợ kiếp này nó theo. Nó quậy nó phá nó như bà má, nó không giống con người ta. Con sợ nó quá không tin luôn á, chắc phải quỳ gối thì nó mới tha. Tam nam bất phú thêm nữ giàu ú ụ, mà con thấy đời con không giống như lời các cụ. Sống chung anh em một nhà vui không ít cũng nhiều buồn đau. Mỗi người một tính cách mà giống như vách nhà vô hình cách nhau. Mười vạn câu hỏi vì sao em gái con hỏi khó lường. Câu hỏi khó nhất làm sao để ta nói lời yêu thương. Sẵn sàng buông lời trách mỏng làm đau những người ta thương, để rồi tiếc rẻ lời mở lòng không dám soi mình ở trong gương. Tranh luận rồi tới cãi vã như bữa cơm ta ăn trong nhà, và sau bài học đắt giá nụ cười thay những lần có mày má. Có đôi khi gia đình mình tưởng chừng như cách xa, vẫn yêu thương nhau vậy mà lại chẳng dám nói ra. Có anh em bên cạnh dần hờn cùng chóng qua, vì dẫu đi hết đường đời không nơi nào bằng nhà. Nhất Nhất ừ? Nhất kiểm tra tin nhắn nhóm chat đi. Vô trong group rồi thì làm ơn thường xuyên kiểm tra tin nhắn mới đi, để bỏ những tin nhắn quan trọng á. Ghê luôn á. Nghe không anh đạo diễn ơi? Chị Bella ơi, nhóm gì vậy cho em xem với. À, nhóm hàng xóm. À, hàng xóm và những gia đình lân cận. À, nói chung là đi. Nhóm của mấy anh chị ha, khi nào xu lớn sẽ mới được tham gia nha. Đúng rồi, mình còn nhỏ mình không có được vô đây. Xu không chịu đâu. Sao không chịu? Xu đợi lâu lắm xu mới còn lớn á. Nít noi về đặt lớn 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 gì không biết nữa. Sao la nhỏ vậy? Vài bữa nữa chị cho vô ha. Vài bữa nha. Ủa, anh đâu có nhỏ đâu mà sao không cho anh vô group vậy? Tại cái nhóm này nó bị nhỏ quá so với anh á. Nhóm này toàn là trẻ trâu á. Mà kiểu dân buffalo á. Kiểu dân buffalo mà anh kiểu mà quá lứa lỡ thì rồi á. Hả, anh vô mấy con làm giấy bẩn cái tâm hồn của anh á. Được chứ. Tôi nói lập nhóm chat gia đình có Bella mà không ép mình vô. Ý đồ gì đây ta? Già không cho vô, trẻ cũng loại ra. Được á, được á. Tin luôn. Ghê nha. Bị trừ 500 hả? Thôi thôi, thấy không vui rồi, mỗi người một nơi nha. Mỗi người một nơi đi. Làm gì vậy? Căng cơ. Mấy nay tập cơ nó co lại phải căng quá. Biết ngay mà. Tụi nó lập nhóm chat điên đuổi xấu mình. Ghê thiệt. Trời ảnh vậy luôn hả? Ồ. Ok, ok nha. Dạ. Ông mất cười hả? Đứa này đang nói cái gì mà thấy mình xuất hiện là im liền vậy? Huy à,
đừng có sống khổ như vậy chứ con. Phải sống cởi mở, sống thật với chính mình, nhất là về cảm xúc. Hãy sống đúng giới tính đi con. Là sao cô? Cô hứa cô sẽ dắt con đi chuyển giới. Cái gì? Cái gì chuyển giới cô? Có gì đâu sợ. Bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ là bạn thân cô. Nhiều lần đó, ông rủ cô nói chuyển thành đàn ông không? Không có tốn tiền. Không được. Không có, đâu gì đâu không được. Cô dẫn con đi, con cũng không tốn tiền. Chuyển thành đàn bà đi, sống hạnh phúc lắm. Không, không được đâu cô. Được, được. Cô mua áo đầm cho con mà. Nhưng mà cô hả? À, con là trai thẳng mà, chuyển giới làm cái gì? Thẳng thiệt không? Dạ. Cô lo quá. Mà sao cô lo vậy kỳ vậy? Tại vì trời ơi, cô không có hiểu, không có đoán được con luôn á. Giờ con là trai thẳng đúng không? Dạ. Thẳng băng đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy sao con đi mua băng vệ sinh nha? Trời ơi. Tại sao những thứ này? Tại sao lại trong vỏ tôi? Nói nghe nè, hư cái nào là đền cái đó nha. Đồ của người ta mày điện ông sầm vậy hả? Hả? Xin lỗi con, xin lỗi. Con trọng chủ gì hết trơn vậy kỳ cục. Không phải, nhưng mà cô, cái này là con lấy chứ đâu. Con chỉ nói á là con đi mua giấy vệ sinh mà tự nhiên người sao con thợ mang vệ sinh. Dạ. Bởi vì cô mới kêu con đi giải phẫu đó. Con gửi lại cô. Dạ. Mấy cái này con không có cố tình lấy. Tại vì nãy giờ đang suy nghĩ chuyện gia đình cho nên là con rối quá, con nên con hốt đại luôn. Đứa nào quậy con nói đi. Con qua con quậy lại cho. Con nghĩ là không có đứa nào quậy con hết. Là sao? Đợt này chắc là con quậy tụi nó hay sao á. Mày à, làm gì mà con biết quậy ai? Tầm bậy tầm bạ không mà. Trong cái xóm mình đó, con là anh trai quốc dân á. Thì kìa hả con? Ừ. Nhưng mà sao lần này con thấy mấy em của con á, nó lập nhóm chat với cái tên gọi là Không Huy. Nhóm Không Huy? Dạ. Chết rồi, Huy ơi, vậy là con có anti fan rồi đó. Đúng không cô? Đúng rồi. Chưa hết đâu cô. Con đọc lén tin nhắn á, tụi nó còn nói xấu con nữa. Nói gì vậy? Nói con là cao hổn, cao hào. Anh Huy kỳ lắm. Ừ. Anh Huy khó tính lắm. Anh Huy kỷ luật lắm. Ừ. Khó chịu lắm. Chết cha, tình hình này nguy cấp quá. Huy ơi, nếu mà con không thay đổi nha, con sẽ bị các em của con loại con ra khỏi vòng xã hội. Là cách ly con luôn hả? Đúng rồi. Chết rồi, bây giờ cũng phải thay đổi đi. Hả? Người ta góp ý mình cái gì thì mình phải thay đổi liền cái đó. Nếu không á là coi như á là con không có tồn tại trong ngôi nhà với các em của con đâu. Đúng rồi cô. Ừ. Con là trụ cột của gia đình. Thì đó. Mà tụi nó đẩy cái trụ ra thì sao được cô hả? Bởi vậy, ngã cái cột liền. Đúng. Bây giờ vậy nè, cô Lan nghĩ á con nên thay đổi để hòa nhập, giống như là mấy đứa nhỏ nó nói là mình kêu là xã hội trấu đi con. Hồi đó chứ con nghe xã hội trẩu thôi chứ, xã hội trốt. Ai biết đâu, người lớn tuổi rồi đọc cũng thấy đường á, đã xã hội trẩu đi con. Tụi con trẩu. Trẩu á, giống như là cái ngôn ngữ của mấy cái đứa trẻ trâu nó hay nói vậy đó. Con hòa nhập với tụi nó, con thay đổi. Con hiểu rồi. Ừ. Là giống cái kiểu thằng Vinh sáng nhà đúng không con? Đúng rồi. Có nên không con? Nên chứ. Một người là trẻ trâu, anh thấy mình rất ngọt. Giờ ai muốn đi đâu, anh lại sẵn sàng hầu hồi nhá. Bất ngờ không? Sao? Hãy nói gì với tôi? You. Tuyệt vời đúng không? Sợ, ai sợ mi? Sợ? 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 Sợ tôi buồn chứ gì? No. Tôi biết sợ rồi. Sợ du cắn mi. Cắn mi? So you thích mi cắn vô? Kill me, you bay qua bên kia. Bay qua bên kia. Bữa giờ anh làm việc nhiều quá, anh bị căng thẳng đầu óc đúng không? Mới vừa gọi tôi là gì? Anh Hai. Đừng gọi tôi là anh Hai. Hãy gọi tôi là Young Bolo. 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 You listen me? You listen me? Young Bolo. Bolo. Are you listen? Okay, nghe. Call my name. Young Bolo. Bolo. Yes. Bolo. Anh lỗ không vậy? Ủa? Hey you, hôm nay anh bị gì? Bạn có hiểu không? Thôi, để tôi gọi bên bệnh viện kêu xe tới. Chở đi liền mới được. Ủa, cái gì ấy?
Đừng cười nữa, người ta tới mất liền bây giờ, đừng cười nữa. Nhà tôi không ai bị bệnh hết nhá. Cảm ơn rất nhiều. So, thank you. Không cần gọi gì hết. Bây giờ nếu mà không có tôi, hai bạn chơi không có vui đâu. Sao hôm nay anh bị gì vậy? Tôi muốn chơi cùng với các bạn đó. Các bạn có dám chơi với tôi không? Không, không ai dám chơi cả. Sao? Không dám chơi với tôi à? Sang dám chơi, chơi đi Sang. Anh Huy à, thiệt á, em sợ lắm luôn á. Sợ tôi buồn đúng không? Không, em sợ anh ra đường bị người ta đánh. Làm gì mà đánh nãy tôi? Giờ cái phong cách của anh thấy ghét lắm. Không, tôi rất là dễ thương luôn á. Hai cái đầu gối anh bị cái gì nữa vậy? Anh quỳ ở đâu mà tét luôn vậy? Đó là phong cách của John Pistolo. Bây giờ em sợ anh quá à. Bây giờ anh muốn chơi với tụi em lắm đúng không? Đúng vậy đó. Em nghĩ ra cho anh một cái tên nha. Tên gì? Phù hợp với cái phong cách hiện tại của anh luôn nè. Nói tôi nghe. Huy Crazy Dog. Huy Crazy Dog. Yes. Yes. Tuyệt vời. Một cái tên rất là tuyệt vời luôn á. Crazy là điên đó. Mày chửi tao chửi điên hả? Không. À, hỏi nó nha. Anh Huy của em nè. Anh Huy của em đây nè. Anh Huy đi trở lại rồi. Không, tôi không trở lại đâu. Làm sao mà tôi trở lại được? Hãy làm đây nào, những người bạn của tôi. Đi anh Huy. Tôi không trở lại đây. Đừng, Huy, đừng. Đưa tay đây nào nè. Mai bên nhau bạn nhé. Không, không, Huy. Huy, Huy có gì vậy? Em không bên Huy được, Huy ạ. À. Trời ơi anh ơi. Không bỏ anh mà. Trời ơi, lọt hát. Lọt hát. Chạy em chơi với. Nè Su, hồi nãy anh Vinh nói sao? Con gái có được chơi bóng không? Nhưng mà chơi bóng là chuyện của đàn ông con trai. Anh cũng muốn chơi lắm anh. Cái gì vậy anh Huy? Đúng. Ngày hôm nay anh sẽ đá bóng. Anh có biết đá bóng là dành cho đàn ông con trai không? Thì anh cũng là đàn ông con trai. Đã vậy còn lấy áo của Bella mặc nữa. Kệ tôi. Giờ sao có chơi không? Không được đâu. Dạ, anh muốn chơi chứ gì? Đúng. Em sẽ đưa ra một thử thách. Nếu như mà anh thực hiện được á, em sẽ cho anh chơi. Đồng ý không? Đồng ý. Ok, thử thách như sau. Anh sẽ từng bao quả banh liên tiếp. Nếu thực hiện được, em sẽ cho anh chơi bóng. Từng tới 3 lần lận. Đúng. Chơi luôn. Ok, bắt đầu đi. Bắt đầu. Anh Huy cố lên. Anh Huy cố lên. Ê, Su. Cái áo này em lấy ở đâu? Thì áo của anh Vinh đó. Tại sao lấy áo của anh hả? Ê nè nè, bình tĩnh Vinh. Cho người ta mượn mặc cái áo xíu làm gì ghê vậy? Đúng rồi đó. Làm gì dữ vậy, mượn cái áo chút xíu mà có mất mát gì đâu. Đúng rồi. Khó chịu. Ê, gì vậy? Sao anh lấy áo em anh mượn? Tại vì không có mấy cái áo thể thao sắc màu trẻ trung như vậy nên mượn xíu làm ghê vậy. Thôi cởi ra đi dạng áo em. Cho mượn xíu đi, đi đâu? Cho mượn xíu làm gì ghê vậy? Nó hay lắm mà. Cho mượn xíu làm gì ghê vậy? Tập trung đá banh đi. Co canh em đi. Đá banh nè. Từ từ, đợi xíu nha. Giảm ra áo em. Thôi kệ đi, bây giờ nè. Cá độ chơi lấy lại tiền mua cái áo mới không? Cá độ gì? Cá còn quỳ có đá được 3 trái hay không? Trời, nhìn đi. Nhìn cái bộ dạng của anh Huy đi. Cái sắc dốc này. Tôi bảo đảm không được 3 trái. Gì? 10.000. 10.000 chơi luôn, sợ gì? Anh sẵn sàng rồi chứ gì? Thì ra từ lâu nay các em khinh thường tôi cho nên là không muốn chơi chung với tôi. Không có đàn ông nào mà để cái banh xuống mình cái đít lên vậy luôn á. Kệ tôi đi, đó là phong cách của tôi. Có chừng giãn áo em. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Anh Huy sẵn sàng rồi chứ gì? Tôi bắt đầu đây. Vô. Anh Huy cố lên. Anh Huy cố lên. Hai. Em đã nói rồi. Thắng rồi, thắng rồi. Anh sẽ không làm được đâu. Bọn anh tưởng cái chuyện chơi bóng của bọn nào con trai dễ lắm hả? Quỳ ngang đi. Giãn cái áo kìa, giãn cái áo kìa. Có chơi bóng thôi mà cũng dành nhau chơi nữa. Thôi, để em giữ cho nha. Show. Em giận mấy anh luôn. Ôi, đừng có la Su vô. Su. Rồi đó.
cứ nghe nè. Ê, có thấy anh Huy bữa nay anh kỳ kỳ không? Nó đó, đó, bình thường anh có vậy đâu. Ủa? Mọi người có nhận ra không? Ảnh cố tình làm như vậy, mục đích là để muốn thăm dò tụi mình, để biết cái bí mật của tụi mình. Đúng vậy. Như vậy tất cả mọi người phải giữ cái điện thoại của mình thật kỹ á. Biết rồi. Đây nè, điện thoại lúc nào cũng giữ bên mình hết. Thôi, còn tôi thì mọi người yên tâm đi. Điện thoại là cái vật bất ly thân của tôi, cho nên là lúc nào nó đâu? Sao hỏi tôi? Nó đâu? Đi vô kiếm đi. Bỏ trong nhà rồi. Còn nó ở đâu? Nó còn đứng hỏi qua hỏi lại. Ừ. Thiệt sự con gái luôn á. Không hiểu luôn á. Mấy người con gái là hay vậy lắm. Điện thoại mà không biết để đâu nữa. Ngộ thiệt. Điện thoại anh trọng luôn rồi. Trời ơi, tôi không biết nói sao với hai người này luôn. Huy ơi, cho em xin. Huy, anh biết hết rồi. Huy. Huy ơi, không phải. Anh đâu có biết ba điện thoại của hai đứa đâu. Hả? Làm gì lâm sùm nhá. Đúng rồi, con gái suốt ngày khóc lóc sùm. Nói kiểu gì kỳ á? Cái gì nữa? Em gái của mình á. Nhìn nó khóc cũng đúng hả? Lại xin lỗi đi. Xin lỗi cái gì? Xin lỗi. Anh Vinh không thương em. Anh Vinh chỉ thích con trai thôi. Anh Vinh không thích con gái. Không có con trai con gái vậy đó. Ủa mình em là đủ rồi. Ê, thôi mà Su không phải đâu. Ý anh Vinh nói là một mình Su á, là anh Vinh chỉ thương có một mình Su thôi, không cần ai hết nữa. Điên này đâu ra. Ý anh Su là vậy. Ý anh Vinh là vậy đó đúng không? Rồi giờ muốn đi chơi cái vậy? Dạ muốn. Muốn đi chơi với anh đúng không? Dạ. Đi. Đi chơi đi. Đi chơi. Đi. Đi. Đi chơi. Chơi nào. Chơi đi chơi. Đi đâu? Đi chơi. Chơi gì? Chơi tụi em á. Là tụi em đi chơi với anh hả? Ờ. Đi vào nhà chơi. Thơm không? Thơm. Đã không? Đã. Cái cảm giác như thế nào? Sướng. Cô làm trời vậy? Cầm cái áo của người ta hít hà làm gì vậy? À, ủa? Này áo anh hả? Dao rồi, Diễn Thái hả? Trời ơi, khủng quá, nghĩ sao vậy? Tôi giặt xong rồi, cái tôi phải ngửi lại từng cái, coi là nó thơm hay là nó hôi, nó còn mùi hay không. Cái đó là cái lương tâm nghề nghiệp của tôi. Tại vì tôi phải làm như vậy á, mà sao cái áo anh nó cứ mùi gì? Hôi hôi á. Cái nó tôi phải ngửi lâu một chút để cảm nhận đó là mùi gì để tôi biết cách xử lý. Không mượn. Nó hôi hay không á, không cần cô quan tâm ha. Hả? Lo phơi đồ cho lẹ đi. Thấy nắng không? Đứng đây hơi rồi trúng nắng á. Không ai cứu đâu nha. Ê! Lỡ thấy rồi, tôi biết luôn. Huy ơi, vậy là nguy rồi. Huy, có khi nào tụi nó đang bàn về giới tính của con? Anh Huy ơi! Anh Huy! Anh Huy ơi, anh Huy! Anh Huy ơi, đi, nhanh lên đi! Không đi đâu đâu, đi. Lắm, buồn lắm, đi đâu. Trời ơi, cái Su bị tai nạn kìa! Nhanh lên! Nhưng mà còn 8 với ngã tư thì nó mới tới lần.
cả Thư. Nó mệt rồi. Không có chịu nổi. Xu ơi, Xu, em ráng lên đi. Ráng lên đi, sẽ không cứu giúp mới rồi. Trời ơi, chừng nào tới vậy? Bình tĩnh đi, kiếm rồi, một lát nữa tới mà. Em lên gặp ba mẹ. Vậy đi Xu ơi. Xu nói gì không? Không được, Xu ơi. Xu ơi, đừng có chết mà. Xu ơi, trời ơi, em tôi. Trời ơi, bây giờ nó chưa có chết. Xu ơi, dậy đi Xu. Chưa chết. Xu dậy đi. Chết đâu. Để lại chết thay em nè Xu ơi. Xu ơi, xem chân quan chết hơn kia vậy Xu. Xu ơi. Nhìn cái gì mà mạnh dữ vậy? Happy birthday to you. Happy birthday. Gió tự tắt luôn rồi kìa. Dẹp đi. Ủa anh Huy, sao không vui vậy? Tụi em thấy vui lắm hả? Lấy bé Xu ra để lừa gạt anh mà còn nói vui nữa hả? À, tại vì tụi em thấy là anh Huy thương bé Xu nhất, cho nên là đem bé Xu ra làm như vậy, anh Huy mới bất ngờ. Bất ngờ chứ? Anh đang giận đó. Nãy giờ Xu thấy anh Huy khóc chung chung ghê á. Anh Huy tưởng là Xu lên thiên đàng với ba mẹ hả? Không có đâu, Xu thích ở với mấy anh rồi. Tụi em chỉ muốn làm cho anh vui thôi. Anh Huy đừng có giận mọi người với Xu nữa nha. Nhưng mà anh rất bực mình về cái việc mà lấy mạng sống của người khác ra để làm trò đùa. Ai? Ai bày ra cái trò này vậy? Đây, đạo diễn. Thì nhưng mà anh vui mà, thấy anh vui mà. Quạo đó chứ vui đâu. Nhưng bất ngờ anh cảm động rưng nước mắt. Thôi Bèo, anh đang giận đó. Vậy là mấy hôm nay tụi em lập ra một cái nhóm không Huy mà để bày ra mấy cái chuyện này đó hả? Em nể anh nhất nhà luôn á Huy. Mà hay em nể nhất là những cái chuyện mà bữa giờ anh làm luôn á. Những cái trò mà anh làm để anh có thể gia nhập vào nhóm của tụi em á, để anh có thể hòa nhập vô tụi em á. Trời ơi, không phải người anh nào cũng có thể làm được những điều đó đâu Huy. Tuyệt vời lắm Huy. Bèo à, thôi hai người đừng có làm cho ảnh giận hơn nữa. Anh Huy à, thật sự á là tụi em cũng chỉ muốn cho anh vui thôi. Cái này là em nói thiệt từ tấm lòng em luôn á. Không có ý gì khác đâu. Anh đừng có làm mấy cái chuyện mà giống như hồi sáng cái giờ anh làm nữa nha. Tụi em thấy tội nghiệp cho anh lắm. Cái đó không phải là anh Huy của tụi em. Em cần anh Huy kìa. Nha anh. Anh cười vui rồi, anh vui rồi. Đó, em đợi cái game của anh vui như thế này nè. Anh đã vui lại rồi. Đúng rồi đó. Thì đã với đứa em của anh, không có nói xấu anh. Thì em lúc nào cũng yêu thương anh á. Ừ, mà nói nghe nè, cho anh hỏi một điều được không? Dạ. Tại sao tụi em phải bí mật làm chuyện này đến như vậy? Thì anh cũng biết rồi đó. Ngày xưa thì có mẹ tổ chức sinh nhật cho chúng ta, nhưng mà từ khi mẹ mất á thì đâu còn ai tổ chức ở đâu. Em thấy như vậy không có ổn. Dần dần nó sẽ mất đi cả cái tình cảm gia đình của chúng ta luôn. Cho nên năm nay á, anh em tụi em quyết định là phải tổ chức một cái sinh nhật thật là bất ngờ cho anh hai. Đúng rồi đó, mà anh chưa biết đâu nha. Cái sinh nhật này chỉ là demo thôi. Cả đám tụi em nè đang tính tổ chức đám cưới với anh luôn đó. Bỏ vụ tai nạn vô luôn hả em? Thôi bây giờ nè, không khí mình đang vui rồi. Mình tới cái phần tiếp theo của buổi sinh nhật đi, đúng không nào? Phần tiếp theo là đúng rồi, đó chính là phần hỏi nấm. Đây, có sẵn đây. Có cái bật lửa đây. Trong đầu anh cứ nghĩ anh 23 tuổi không? Dạ không, này 32. Không sao, dạ, cùng Nguyễn đi anh, cùng Nguyễn. Cùng Nguyễn đi anh. Con ước gì mấy đứa em của con tụi nó sẽ không coi con là đàn bà nữa. Chết rồi, đừng có sao, nhìn đừng có đâu nữa, bình tĩnh nói chuyện đi, không có gì đâu, lẽ
lại đây. Dần hơn cùng chóng qua vì dấu đi hết đường đời, không nơi nào bằng nhà. Có đôi khi gia đình mình tưởng chừng như cách xa, vẫn yêu thương nhau vậy mà lại chẳng dám nói ra. Mình phải tin nè, mấy đứa kia rồi. Không có tin đâu. Thôi, thôi cô có về, cô đem về. Cô, cô cầu Linh quá trời Linh. Gì Linh? Linh xuất hiện luôn rồi cô. Wow. Kêu gì? Cô làm gì vậy?